Good morning everyone in grade 6. How are you today? I hope you are doing fine. Welcome back to the English class today. Today lesson, we are going to learn about the grammar. And today's topic, present simple tense. Present simple tense. So, what is present simple tense? What is the form of present simple tense? How to use present simple tense? So this question will answer shortly. Okay, let's start the lesson today. Today goal at the end of the lesson, you will learn about present simple tense. And present simple tense, you will learn about the form, definition and using it. Okay, first of all, let's see some sentences and read all together. Please read the sentences and think about it. Number one, I am a student. I study a lot of subjects at school. I am a student. I study a lot of subjects at school. Number two, he is an English teacher. He teaches English. Number three, he is a principal. She works at school. Number four, they are my parents. They work at the farm. Number five, we are police officer. We protect good people. Number six, it is a phone. It used to call. Number seven, you are very important. You help everyone. Okay, everyone, what is the difference in these sentences? So, teacher highlight in the different color, like study, takes, works, work, protect, use, help. So all these sentences we call present simple tense. Present simple tense. Form. So this is the form, present simple tense, subject plus verb plus object. So this is the form. Definition. We use present simple tense to talk about 1. Long-term action. Long-term action. Long-term action prae tha sakamapheap kaet laeng knong royeak pel yu. Knong royeak pel yu sakamapheap dae kaet laeng knong royeak pel yu. Ụ tì hò, quý môn lục rú có chỉ sở đôi bụi dường đài. Nhưng chẳng, lục rú, bà thá, I am a student. Còn tái đó bê lệ lời lục rú ở đài bà thá, I am a student. Đôi quý môn bản tê, bí rú ấy lời lục rú mình mình chỉ student thiết tê. Bà này thả, không là dạ, sạc cả một hiệp, không dạ bê dụ bà này thả, lục rú, sạc cả một hiệu rồi bỏ lục rú, cả bình môn cứ lục rú, chia con sạc rú riêng nơi xa là, còn tay rú riêng, rồi dạp về tràn chân nằm. Bạn tọp một tiết, kê màn mến pra nơi khăn present simple thế tê, xâm rạp ấy lâu, lục rú chia rú bằng riêng, lục rú màn ách, pra I am a student thế tê, cứ I am a teacher. Ok, tiếp
repeated action. Chẳng dừng nị dây dừng prá present simple tense đảm bấy nị dây dòng bì sạc mập hiếp đại cát láng đọt đài sạc mập hiếp rư có kệ dạ sạc đái cát láng đọt đài tí bày habits tùm lọp fact à vậy đái bật chẳng sạc mập hiếp nà khá đái vi cát láng đọt đài còn ai lược bị bày mà mớ habits ta sẽ cầm một phép rưu cầu tầng vỡ ấy đã còn tầm lọt vỡ vì chỉ riêng rõt ngay fact cá bật ta mình là vậy là nơi chung dụng vinh dưỡng đại vì cá là bật chạy sử đáng chỉ riêng rõt ngay. Ok, so here is the form and definition. Này cứ chia tầm rung đại dưỡng bằng cá sentence hai này chia đi dùng mà này present simple tense. Okay, please see the rule of writing and reading. Chẳng dừng mơ bị đọc biệt prapra nâng ca sạc xế present simple tense. Chẳng dừng trời chọn chạm này form subject plus verb plus object. Subject plus verb plus object. Verb nó trọng này mình bị verb to be hay nâng verb same thing. Here, I am a student. Này cứ chia verb to be. I am a student. Verb to be. Này cứ chia verb. Pị kê đi giả sáp. Hả mối kê đi giả sáp to be. Chẳng kê đi giả sáp. Mình pị vào phết nữa. Okay, let's see the example. Subject plus verb plus object. Okay, let's see. I work in the office. Chẳng được trong sentence bà này thá nhóm thuê cá này trong karya lai. Chẳng có thuê cá trong karya lai cứ trong rạy bèl dù bèl khắc bèl tự cao tiết có ai chốp có ai châu ni vót dưỡng ở đằng bàn tay à vậy để dưỡng đấng I work in the office. It means that he works in the office in a long term, không rời dạ bề về. Okay, we study English. We study English is a long term action. Long term action. Chẳng dừng riêng phía xa ông lấy cứ chia sẻ cả một phép rồi có từng vớ đại miên rời dạ bề dù. Bạn này thả dương mình mèn riêng phía xa ông lê mà ngay chè nó tê. Bạn này thả dương riêng nó dạp về tràn khai, tràn thay, tràn chạm. Ok, let's see next. We do homework. Ok, next. They eat rice for lunch. He goes to the market every day. So remember everyone, verb here when we use with he, she and it, all verb are change. We have to change verbs to other form and we will learn it shortly. Okay, she works at school. You cannot say she work at school. No, it is wrong. You say she works at school. Okay, last one. It tries to catch the ball. Tries, not try. Tries. Okay. So when we use he, she and it to make sentence or to speak after verb, we have to add s, es or ies. Chẳng lúc rú sông bình dô chì bì sạc khám á. Nếu bây đại dương bằng cách bà dốt rứa cơ dương này dây đòi miễn subject he, she hay là it
Chẳng bằng tốt bị sắp chích cứ kê rì à. Đối chân này kê rì à cứ miên bây bọc hết đại dương trời kè xong rùa. Kê rì à thòm đá dương bằng thêm à sọ S. Ok, he works, he walks, he cooks, he likes. Chẳng bằng tốt bị sắp chích he, she, it mà cứ trời tầm miên S. Okay, rule ទី 2 ច្បាប់ ទី 2 ក្នុង ករណី ដែល កិរិយាសព្ទ earn with បើសិន ជា កិរិយាសព្ទ បញ្ចប់ ដោយ អក្សរ SS, SH, CH, and X, Z, and O, V, F, E, S អញ្ចឹង រាល់ តែ កិរិយាសព្ទ ណា ដែល បញ្ចប់ ដោយ អក្សរ ទាំង នេះ គឺ គេ បន្ថែម ES គឺ let's see the example pass pass passes see passes push pushes pushes take takes takes not teaches this one make sure you memorize this one chẳng như con con ở nơi bây giờ là phải take takes mình teaches thế này takes okay fix fix goes អញ្ចឹង បញ្ជាក់ ម្ដង ទៀត នៅ ពេល ដែល យើង បង្កើត sentence ដែល មាន he she ឬ ក៏ it នៅ ពេល ដែល យើង ប្រើ កិរិយាសព្ទ ដែល បញ្ចប់ ដោយ ពាក្យ ដែល លោក គ្រូ បង្ហាញ នៅ ខាង លើ នេះ គឺ យើង ត្រូវ បន្ថែម es ហើយ យើង ត្រូវ អាន វា ឲ្យ បាន ត្រឹម ត្រូវ ផង ដែរ okay last one nếu bé đã dùng pra he she it bằng cách bài dục កិរិយាសព្ទ ខ្លះ វា បញ្ចប់ ដោយ អក្សរ y okay like try cry and fly អញ្ចឹង កិរិយាសព្ទ ទាំង 3 នេះ គឺ បញ្ចប់ ដោយ អក្សរ y អញ្ចឹង គឺ គេ អត់ និយាយ ថា she tries she try he try គេ អត់ និយាយ ចឹង ទេ គេ និយាយ ថា tries cries, flies, okay? Note, chẳng, be careful if the verb earn in this way. Chẳng, prong bà giảm, kê giảm bà sân chia dương pra hi shi it thơi bằng khát chia pra dốt rư khrong ca này dễ. Bà sân chia bị rà bò dương កិរិយាសព្ទ នោះ បញ្ចប់ ទៅដោយ ay, ey, iy, oy, and uy យើង អត់ លុប y ថែម ies ទេ គឺ យើង ថែម s okay let's see the example says អញ្ចឹង យើង មើល ពាក្យ ថា say អញ្ចឹង say វា បញ្ចប់ ដោយ អក្សរ y មែន ប៉ុន្តែ នៅ ខាង មុខ y មាន ai, ou គឺ យើង មិន ប្ដូរ y ទៅ ជា ies ទេ គឺ យើង ប្រើ còn tại add letter s at the end see says buys employs plays prays okay chẳng lúc rút sự khâm thà con con vô nha okay let's see the example let's compare I, V, U, they, he, she, it chẳng dương priếp thiếp nâng nông ca bóng ca pra dốt he, she, it, I, V, U, they, he, she, it. I go home after school. Chẳng, I go home after school. Subject, verb, object. Chẳng, subject rồi bỏ dưỡng cứ I. Verb rồi bỏ dưỡng go. Go home after school ní. Cứ chỉ object hai. Còn tác nó phải là dưỡng prai cho mùi he. Dưỡng màn ai prai he go bàn tê. Cứ kì prai he goes. He goes. Chẳng vì châu được nông chữ bạp tỷ pi. Bảo sân chỉ kê là giá sắp bằng chọc đói ở sọ ố. Chưa có thêm ES. Ok, dân mươi example tuần ý tiết. They teach English. She teaches English. Chẳng ở vai đây khóc ní cứ kê là giá sắp. Bạn tỏ bị đấy. Bằng chọc đói CH man.
Bên tay subject day chẳng ở trời cao phạm đồ thì cứ teach nơi tại teach đó đài. She teaches. Bên tay nó bây giờ dừng prai cho mùi she vĩnh cứ verb trời tại miền cao phạm đồ. She teaches English. Next. Ok, lúc rưu ọt bây giờ thì tế, lúc rưu an dược tay mà đó. They fix a car. He fix a car. Okay, that's it for today's lesson, everyone. So today homework, correct the mistake in these sentences. Correct the mistake in these sentences. Som kon kon thang ok nia kae kom hoh dae mien nei knong sentence ni. Okay, beung meu meu she work trai ot. He do homework. Trời ớt. I fix my car. Trời ớt. Chẳng. Read. So you read all the sentences and correct it. That's it for the lesson today. Goodbye.